Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là cọc A2 Lightning mà thằng cu editor nhà mình nó hay sử dụng, có thể nói là hàng ngày sạc cho iPhone, iPad và đặc biệt là kết nối đến máy tính để mà chuyển đổi dữ liệu đồng bộ, có file hình, có hình, có video, các thứ ra. Và các bạn cũng có thể thấy là sau một khoảng thời gian thì bây giờ nhìn nó như màu cháo lòng luôn rồi. Màu trắng ban đầu tinh tươm, nhìn đẹp dã man luôn, thậm chí nó còn bung bét góc chỗ này một tí này. Đấy, đầu cắm các thứ này. Và có thể nhiều bạn là đang dùng những cái sợi cáp của Apple cũng đều hiểu là sau một khoảng thời gian thì nó sẽ nát đến mức độ như thế nào và nó sẽ tệ về cái mặt chất lượng đến mức độ là như thế nào. Đặc biệt hơn nữa là cái chiều dài của cái này thì mình nhớ không nhầm là chỉ là 80 phân thôi sao ấy, hay là 1 mét gì đó, thì thực sự là nó không đủ dài để mà trong cái dịp nghỉ corona như này ở nhà mấy anh em cái game á, vừa nằm trên giường vừa cái game cắm sạc ở dưới cuối giường thì hơi khó khăn. Nên hôm nay mình sẽ quyết định đó, chia sẻ đến cho các bạn về một cái sợi cáp mà mình thực sự đánh giá rất là cao cho cái tầm giá chỉ khoảng 200k các bạn có thể mua được tại thị trường Việt Nam. Và sẵn tiện nói về cái mức giá của nó thì mức giá 200.000 là chỉ áp dụng khi các bạn nhập cái mã Lê Hà Tony 1 trên website levu01.vn mà mình để phía bên dưới phần mô tả video để các bạn đặt mua của tôi nhá. Nói chung là mức giá gốc ban đầu của sợi cáp này vào khoảng tầm 300k cơ, nhưng mà khi nhập mã các bạn sẽ có thể mua được với mức giá chỉ 200k. Vậy thì sợi cáp này có cái gì và liệu nó có thứ gì hay là không, thì video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm và đánh giá một chút về nó nhá. Đầu tiên thì xét về cái nguồn gốc xuất xứ của sợi cáp này thì đây là hàng xách tay. Các bạn sẽ không mua được chính hãng cái sợi cáp này tại Việt Nam, tại vì đây là cái sợi cáp được làm độc quyền cho cái Walmart của Mỹ. Và nếu như bạn nào mà hay mua sắm online mấy cái món đồ từ Mỹ thì cũng đều hiểu là Walmart là một trong những cái chợ đồ công nghệ nó lớn như thế nào tại Mỹ rồi. Nên là những sản phẩm được bán tại đây đều có chất lượng thực sự rất là tốt. Và một vài những cái thông tin phía mặt lưng sau cái vỏ hộp ạ, thì nó sẽ là made with DuPont Kevlar fiber, tức là bên trong cái sợi này, sợi cáp này nó được bọc dù bên ngoài và sẽ có được cố định và gia cố bằng thêm một cái sợi Kevlar ở phía bên trong đây nữa, nên là nó thực sự rất là bền. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ ghi là compatible with tất cả những cái mẫu Apple, iPhone, iPad, iPod các thứ, miễn sao là có hỗ trợ cái cổng Lightning. Và bởi vì nó làm sớm quá thế nên là nó chưa ghi vào đây là iPhone 11 series, như lát nữa mình cũng sẽ thử luôn để cho các bạn có thể yên tâm và sử dụng cái sợi cáp này. Ngoài ra thì nó cũng có một vài thông số như là 7000 blend tester này, hay là heavy dusty durable cable này, hay là small heat fit most case, tức là cái đầu cắm như thế này này có thể hỗ trợ với hầu như là tất cả những cái case ở thời điểm hiện tại. Đây mình đang lắp một cái case, lát nữa mình cũng sẽ thử luôn. Ok, thì đó là cái thông tin ở mặt lưng vỏ hộp. Mặt trước thì nó sẽ có cái thông tin là 6 feet thì tương đương với khoảng tầm 1.8 meters. Và một vài những thông tin, nó sẽ không có cái thương hiệu đâu, tại vì đây là cái sợi cáp được đặt làm riêng cho Walmart rồi mà, bán trên Walmart nên là thương hiệu để làm cái gì, đúng không? Chẳng nghe ghi thương hiệu Walmart ở đây à, tào lao quá trời. Rồi, tập trung nhiều hơn vào cái sợi cáp của chúng ta thì cái điều đầu tiên các bạn phải lưu ý là chúng ta sẽ có cái độ dài lên tới là 1.8 meters. Trời ơi, nó dài vãi đạn luôn. Và đương nhiên với độ dài như thế, các bạn sẽ có thể tự tin để mà chúng ta có thể nằm trên giường, cốc xài cái cắm ở cuối giường thoải mái hơn. Và rõ ràng nó sẽ linh hoạt hơn trong cái việc chúng ta sử dụng cái điện thoại khi mà vừa cắm sạc vừa sử dụng. Mình vẫn phải khẳng định lại một điều, nhưng mình không khuyến khích các bạn vừa cắm sạc vừa sử dụng. Nhưng trong một vài trường hợp gấp rút quá hoặc là các bạn thích phá pin quá thì cứ thoải mái thôi. Điện thoại của các bạn mình chỉ hướng dẫn, còn bạn làm theo hay không cái việc của các bạn mình không quan tâm cho lắm. Ok, tiếp theo nữa là mình đang có ở đây phiên bản màu hồng, có một cái phiên bản màu xanh nữa, nhưng tuy nhiên thì mình chỉ mượn cái phiên bản màu hồng thôi, nhưng cũng khá là cute và đáng yêu. Đầu cắm thì sẽ là A2 Lightning, vậy nên nó sẽ bị giới hạn một vấn đề, đấy là nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh theo chuẩn Power Delivery. Nhưng khi mà chúng ta có cái thói quen đấy là vừa sạc vừa dùng ạ, thì mình lại khuyến khích các bạn là nên sử dụng cái chuẩn A như thế này. Tại vì cái nguồn đầu vào, nếu như các bạn sử dụng cái cục sạc zin của nhà Apple, nó sẽ chỉ là 5W, nó sẽ rất là thấp. Nếu như các bạn sử dụng cục iPad hoặc một vài cục phổ thông bây giờ thì nó sẽ dao động tầm khoảng 10 cho đến 12W, thì nó cũng là một cái mức rất là thấp khi so sánh với tổng khoảng 18W, 20W khi các bạn sạc nhanh thông qua C2 Lightning. Và nếu như chúng ta vừa chơi game vừa cắm sạc ạ, thì dùng cái này máy sẽ bớt nóng hơn so với việc các bạn cắm sạc nhanh. Hãy lưu ý vấn đề này nhá. Mình đã test thử rồi đấy.
lưu ý vấn đề này. Vậy nên là có thể nói đây là một cái sản phẩm phù hợp dành cho anh em cái game vừa chơi game vừa cắm sạc. Ok, mấy bạn game thủ mà mình thấy live stream như là Xuân Bách hay ADC ấy, đôi khi vừa chơi game vừa phải cắm sạc nên nó cứ vương víu, mua sợi này về chắc là hết sẩy luôn đấy. Bạn nào Flazer gửi video này đến cho ADC hoặc là Xuân Bách để mà biết đến sợi cáp này và mua nhá. Ok. Nói về cái phần đầu cắm ở đây thì ốp lưng của mình màu hồng, cái này của mình cũng màu hồng luôn, rất nhỏ, cắm mà rất ok như thế này. Và đương nhiên mình cũng cắm sạc luôn. Đó, hỗ trợ cho 11 Pro Max một cách cực kỳ ngon lành như thế này, các bạn thấy chưa? Đã báo sạc ở đây rồi. Đó, giảm độ sáng xuống tí. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, ổn áp luôn. Và ở đây mình cũng có thử luôn với cả 8 Plus và 7 Plus thì lát nữa mình cũng sẽ cho các bạn thấy. Thì có một cái vấn đề đấy là như mình đã nói thì nó sẽ không có công nghệ sạc nhanh Power Delivery, vậy nên cái thời gian sạc của nó sẽ bị lâu hơn. Và nói chung là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cái vấn đề này một chút khi mua cái cáp này. Tiếp theo thì mình cũng sẽ thử luôn với cả iPhone 8 Plus ở đây, mình đang dán ra thì các bạn cũng có thể thấy. Đó, dán ra rất đẹp và cắm lên nó fit cực kỳ là ngon lành, không hề bị cấn một chút xíu nào cả. Đó, các bạn thấy chưa? Và đương nhiên nó cũng sẽ có thể work một cách hoàn hảo luôn. Bạn nào mà vừa chơi game với 8 Plus mà vừa dùng cái cáp này hết sẩy cũng bèo bảy luôn. Hay là với cả một cái mẫu có thể nói là phù hợp nhất với cái sợi cáp này chính là con iPhone 7 Plus thì đương nhiên nó cũng hoạt động hoàn hảo luôn à. Đó, các bạn khỏi phải lo về vấn đề luôn. Tại vì nó có hỗ trợ cái tiêu chuẩn MFI, tức là Made for iPhone, iPad, iPod, nên là anh em cũng khỏi phải lo. Hoạt động là trơn tru và hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Đó, sạc chia cơ thứ ngon chét luôn, không gặp một vấn đề gì nữa cả nhá. Và cũng có một lưu ý dành cho anh em, đấy là cái sợi cáp này cũng có thể cắm vào máy tính để chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu một cách cực kỳ là ngon lành. Và các bạn có thể chép file mọi thứ nó tương tự như cái sợi cáp zin. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó có tiêu chuẩn MFI, thế nên sử dụng nó thực sự rất là ok. Và trong những sợi cáp với kích thước dài lên tới khoảng 1,8m thì mình nghĩ sợi cáp này là rẻ nhất, ngon nhất, bền nhất và màu sắc cũng cute nhất dành cho các bạn rồi. Đó. Và các bạn đừng quên là mua tại levu01.vn và áp cái mã Lê Hà Tony 1 để nhận mức giá chỉ còn là 199.000 mà thôi nha. Mình nghĩ là số lượng có hạn đấy, các bạn phải nhanh tay lên. Link sẽ phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghim comment để các bạn tìm hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì bye.